Xin chào nhà mình, lại là Nhi đây. Và ngày hôm nay Nhi sẽ review về một sản phẩm sữa rửa mặt đến từ thương hiệu Rosette. Ta-da! Sản phẩm này dạo gần đây cũng đang rất là hot trên thị trường. Và có nhiều chị em là đắn đo không biết có nên sử dụng sản phẩm này hay không. Thì ngày hôm nay Nhi sẽ nói sơ qua về thương hiệu Rosette, cũng như là về dòng sản phẩm sữa rửa mặt này. Và cuối cùng sẽ là review chân thật nhất trên làn da của Nhi về sản phẩm này, để chị em có thêm sự lựa chọn trong bộ sưu tập skincare routine hàng ngày của mình. Vậy thì còn chân cho gì nữa, cùng review thôi. Nói về thương hiệu Rosette thì đây là một thương hiệu mỹ phẩm nổi tiếng tại Nhật Bản và cũng là thương hiệu đầu tiên cho ra mắt dòng sản phẩm sữa rửa mặt dạng kem vào năm 1929. Thì ngoài sữa rửa mặt thì Rosette có một sản phẩm đó là tẩy tế bào chết, cũng rất là nổi tiếng, đã được rất là nhiều chị em tin dùng và có nhiều lời khen về sản phẩm này. Nói về dòng sản phẩm sữa rửa mặt thì Rosette có 5 loại tương ứng với 5 màu trên bao bì cũng như là 5 công dụng. Ví dụ như là đối với màu xanh biển thì sẽ là trị mụn, màu vàng sẽ là làm sáng da, màu trắng là dưỡng ẩm, màu hồng là chống lão hóa, còn màu của Nhi mua đó là màu xanh lá, đó chính là thu nhỏ, xé kích lỗ chân lông. Về dòng sữa rửa mặt Rosette thu nhỏ lỗ chân lông rất được lòng phái đẹp bởi thành phần từ bùn biển giàu khoáng chất làm sạch sâu, không gây nhận rít, kết hợp cùng với nụ tầm xuân hỗ trợ dưỡng ẩm và săn chắc hiệu quả, cải thiện tình trạng lỗ chân lông to do thiếu ẩm. Tự tin là sản phẩm doanh số không hề có dấu hiệu hạ nhiệt. Rosette hướng đến tiêu chí chăm sóc da với nguồn gốc thiên nhiên, sạch sâu ẩm mịn, an toàn cho mọi loại da, lưu giữ vẻ đẹp làn da thuần khiết, làm sạch sâu, dưỡng dài lâu. Đây là làn da của Nhi sau một ngày vận động, có mồ hôi nè, có nhờn nè, cũng như là có bụi bặm. Vậy thì ngay bây giờ Nhi sẽ trực tiếp sử dụng sản phẩm Rosette, cũng như là hướng dẫn các bạn cách rửa mặt đúng cách mà Nhi hay làm, cũng như là review một chút xíu sau khi sử dụng sản phẩm này các bạn nha. Đầu tiên là Nhi sẽ buộc tóc lên cho gọn gàng nha. Tiếp theo Nhi sẽ làm ướt da mặt của mình. Sau đó Nhi sẽ cho một lượng sữa rửa mặt vừa đủ ra lòng bàn tay và tạo bọt. Các bạn lưu ý chúng ta chỉ lấy lượng sữa rửa mặt bằng một hạt đậu thôi. Trong video clip này là Nhi lấy hơi nhiều. Sau đó các bạn massage lên da. Các bạn lưu ý là chúng ta massage theo hình xoắn ốc và chiều là từ trong ra ngoài, từ dưới lên trên để da mặt không bị chảy xệ nhé. Các bạn lưu ý là massage theo chiều xoắn ốc nhỏ để có thể đi sâu vào lỗ chân lông, lấy đi bụi bặm. Và sau khi rửa mặt xong thì các bạn có thể sử dụng thêm nước cân bằng ẩm của Rosette để có thể làm sáng da và xoa kích lỗ chân lông. Cuối cùng là chúng ta rửa mặt thật sạch lại với nước. Ta-da! Vậy là mặt Nhi đã vừa rửa xong. Thì sau khi rửa thì Nhi cảm thấy là da nó căng nhẹ một xíu, hơi khô nhưng mà không đáng kể, cũng như là lỗ chân lông thì nó có se lại một chút xíu. Thì hy vọng là trong thời gian sử dụng sắp tới lâu dài thì sẽ cải thiện được làn da của Nhi. Và đối với sản phẩm này thì Nhi cảm thấy nó khá là phù hợp với chúng ta vì nó rất là nhiều nhẹ, cũng như là nó giá thành rất là rẻ, chỉ có 160.000 cho một tuýp 120g lận. Và cũng như là nó có tới 5 loại tương ứng với 5 nhu cầu khác nhau, nếu như các bạn bị mụn hay là bị đen hay da xỉn màu các kiểu, da khô các kiểu thì các bạn có thể mua những cái tiếp màu tương ứng. Và địa chỉ mua hàng chính hãng thì Nhi sẽ để ở trên caption, cũng như là ở trên Facebook, cũng như là ở dưới description trên YouTube để cho các bạn có thể tìm mua để không phải mua nhầm hàng fake các bạn nha. Video của Nhi đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã xem video này. Và các bạn có nhận xét gì về sản phẩm này thì cũng để lại dưới comment cho Nhi biết nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye.